Hôm rồi mình tình cờ nghe được podcast của anh Sói Ăn Chay, ai làm trong ngành quảng cáo chắc ít nhiều cũng biết đến anh, về năng lượng của từ ngữ. Theo anh chia sẻ, mỗi từ chúng ta dùng đều có những sắc thái cảm xúc rất riêng, có thể hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực. Và quan trọng hơn cả là khả năng hấp thu nguồn năng lượng ấy sẽ tỷ lệ thuận với tần suất ta sử dụng những từ ngữ tạo ra chúng. Hoạt động này diễn ra một cách vô thức như kiểu mưa dầm thấm lâu, thế nên đôi khi chúng ta không hề có ý thức được về chuyện đó. May mắn thế nào đấy mà ngay sau đó mình vớ được một bài viết khiến mình bắt đầu để tâm đến từ ngữ hơn. Gần đây mình có đọc được một bài viết chia sẻ quan điểm có nên sống thử trước hôn nhân hay không. Nội dung không có gì quá nổi bật và mới mẻ. Tuy nhiên, trong mình tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Mình cảm thấy không ổn lắm với việc mọi người dùng từ sống thử để mô tả việc nam nữ ở chung với nhau trước hôn nhân bởi một lý do. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do ấy cũng như là mối liên hệ giữa sống thử và ngôn từ thông qua bài viết của tác giả Trung Phạm được đăng tải trên website Spiderum nha. Với kinh nghiệm 7 năm xây dựng cộng đồng và am hiểu người trẻ, Spiderum trân trọng giới thiệu Spiderum Media, cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trẻ. Spiderum Media sẽ đem tới hai sản phẩm chính, gói tiêu chuẩn và gói chiến lược. Với gói tiêu chuẩn, bạn sẽ đồng hành cùng Spiderum Media thực hiện chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống Spiderum, bao gồm website, YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Với gói chiến lược, Spiderum sẽ giúp bạn tư vấn, quản trị đến thực thi các chiến dịch phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Spiderum và các cơ hội hợp tác tại website spiderum.com và các nền tảng khác. Sắc thái của từ thử trong tiếng Việt. Theo quan sát cá nhân, thử mang lại cảm giác thoải mái, chứ ít khi thể hiện sự nghiêm túc. Một trong những câu cửa miệng mà mọi người hay dùng để động viên nhau như là cứ thử đi, được thì được, không được thì thôi chứ sao đâu. Hay là cứ thử đi, biết đâu lại được. Rõ ràng thử trong tiếng Việt gắn liền với tâm lý hên xui, may rủi và thường được sử dụng trong những trường hợp có vẻ là khả năng của đối tượng phần nào chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Thành ra nhiều người hay thử cái gì đó với tâm lý thoải mái quá mức vì không được thì thôi. Và cảm giác thử trong tiếng Việt thường được dùng để chỉ những thứ có thì tốt thay vì buộc phải có. Rõ ràng, đối với số đông, thử không phải một cái gì đấy quá nghiêm túc. Tất cả những khái niệm được gắn với từ thử đều mang lại cảm giác bớt căng thẳng hơn. Cũng vì thế, tính nghiêm trọng của sự việc thường theo đó mà bị coi nhẹ. Thử lấy công việc làm ví dụ. Theo ý kiến cá nhân, chính việc dùng từ thử việc để mô tả thời gian đầu của một nhân sự bắt đầu và làm việc cho tổ chức đã vô thức tạo nên tâm lý chiêu quá mức cho người nhân viên đó. Họ coi đó là công việc trôi theo dòng nước, ai bảo gì thì làm nấy, và nếu được nhận vào làm chính thức thì tốt, mà không thì thôi. Trong khi lẽ ra, thái độ mà nhân viên đó nên có là nỗ lực hết sức để chứng minh cho các sếp thấy quyết định tuyển dụng của họ là hoàn toàn đúng đắn. Trở lại với câu chuyện, mình thấy vấn đề với từ sống thử. Cần phải nhấn mạnh rằng mình không hề có ý kiến gì với bản chất hoạt động đó, nhưng chính việc gọi tên có phần dễ dãi khiến cho bộ phận thế hệ trẻ có thái độ và tâm lý chưa thực sự phù hợp. Trong quá khứ, việc chung sống trước khi kết hôn là điều không thể chấp nhận trong văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là với phụ nữ. Dẫu cho việc suy nghĩ của xã hội thoáng hơn trong những năm trở lại đây, thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức được xã hội ngầm chấp nhận, đặc biệt là từ phía bậc phụ huynh, hơn là được ủng hộ một cách chính thức. Rõ ràng việc hai người chung sống với nhau luôn có một ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với họ, mà còn đối với những người thân xung quanh. Trong tiếng Anh, từ tương đương với sống thử là cohabit. Có thể dễ dàng nhận thấy, từ này được cấu thành bởi động từ chính là habit, là cư trú, và tiền cố co có nghĩa là cùng. Theo Oxford Learner's Dictionary, cohabit được định nghĩa như sau: to live together and have a sexual relationship without being married. Tạm dịch là chung sống và có mối quan hệ về mặt tính dục, không phải tình dục, mà không kết hôn. Có thể thấy, không hề có một yếu tố thử nào trong cách tiếng Anh mô tả hoạt động này. Và thực tế cũng chứng minh rằng tất cả những điều xảy ra trong quá trình hai người sống chung với nhau đều là thật. Việc hai người yêu thương chăm sóc, hai gây lộn bất hòa đều là thật. Việc hai người quan hệ tình dục với nhau cũng là thật. Và việc phát sinh vấn đề về vật chất lẫn tinh thần trong thời gian chung sống cũng là thật. Tuy nhiên, sống thử dường như chưa thể mô tả được tính chất nghiêm túc của bất cứ khía cạnh nào của hoạt động này. So sánh sau có thể sẽ hơi khập khiễng và sặc mùi cá nhân. Tuy nhiên đối với mình, sống thử nghe giống y chang như việc bạn thử bộ quần áo. Khả năng cao là bạn sẽ không thấy mình cần có trách nhiệm gắn kết với chúng. Nếu cảm thấy không phù hợp vì lý do nào đó,
bạn hoàn toàn có thể đổi qua món khác, mà theo ý kiến chủ quan thì chúng hợp với bạn hơn. Đa phần chúng ta khi đi mua đồ đều có xu hướng chọn những thứ phù hợp với bản thân thay vì cố gắng thay đổi một vài khuyết điểm của bản thân để hợp hơn với món đồ đó. Ví dụ, khi thử một chiếc áo cực kỳ fancy nhưng có vẻ không vừa vặn lắm, ta thường dễ dàng chọn một chiếc áo khác có thể không đẹp bằng nhưng vừa size với mình hơn, với tâm lý không được thì thôi. Ta hầu như chẳng có một nỗ lực gì đáng kể trong việc phải diện cho bằng được chiếc áo fancy kia. Có chăng cũng chỉ là cảm giác tiếc nuối trong giây lát thay vì một hành động cụ thể. Ví dụ như cố gắng giảm cân, bằng lòng với một chiếc áo khác rõ ràng là nhanh và tiện lợi hơn so với việc đổ mồ hôi và công sức trong phòng tập nhiều giờ đồng hồ trong nhiều tháng liền. Đôi khi ta không nhận ra điều này vì thử đã trở nên quá quen thuộc. Sức mạnh của ngôn từ là ở chỗ, khi được gắn với một ý niệm nhất định, nhận thức của chúng ta sẽ hình thành một sợi dây liên kết vô hình giữa các yếu tố cấu thành từ ngữ, mặt chữ, cách đọc, âm thanh của từ với khái niệm mà từ ngữ đó đại diện. Nó hoạt động như một dạng ám thị, cũng tương tự như việc nhắc đến smartphone. Mạng xã hội thường là một trong những thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Cũng như thế, khi bất cứ một khái niệm nào có chứa từ thử trong tên gọi, thì dù muốn hay không, ta phần nào cũng cho rằng việc đó cũng như kiểu chơi chơi thôi, chứ chẳng có gì căng thẳng lắm. Từ đó, vô thức sinh ra thái độ thiếu nghiêm túc, mặc dù đôi khi bản chất của sự việc đó chẳng hề là một trò đùa. Và sẽ thật khó để ta có thể nhận ra điều này nếu ta không phải là một người có thói quen để tâm và nghiền ngẫm những thứ bình thường trong đời sống, đặc biệt là trong trường hợp tất cả mọi người xung quanh đều gọi sự vật hiện tượng nào đó bằng một cái tên nhất định trong một thời gian dài. Sống thử nghiệm. Bản thân mình thích dùng từ sống thử nghiệm thay cho sống thử. Nghe có vẻ khô khan, dài dòng và không thuận miệng lắm nhỉ? Hiển nhiên là vì thế rồi, vì tất cả chúng ta đã quá quen với từ sống thử, nên rất mong các bạn có thể dành thêm chút thời gian đọc tiếp những suy nghĩ của mình trước khi tiếp tục cho mình vài rổ gạch đi xây nhà. Thử nghiệm mang lại cho ta cảm giác nghiêm túc vì nó nghe rất hàn lâm và cực kỳ khoa học. Và để có được kết quả như mong muốn, người thực hiện thử nghiệm phải có sự cố gắng và đầu tư về mặt thời gian và cũng như là kiến thức. Và trùng hợp thay, đó cũng chính là những điều ta cần chuẩn bị trước khi quyết định sống chung với người nào đó. Về cơ bản, cuộc sống của mỗi người chúng ta là tổ hợp của một loạt những sự khó khăn. Thế nên, không gì vô lý bằng việc hy vọng rằng hai cá nhân với cuộc sống cho cắn như thế có thể êm ả với nhau qua ngày tháng, hè suối gò nước mát, lửa hồng khí đông sang. Mình từng rất không may mắn khi có thời gian cũng tương đối dài, ở cùng với vài cặp đôi. Quan sát cách họ sống chung với nhau, mình mới cảm nhận được mọi thứ khó khăn đến nhường nào. Họ có thể nổi đoá với nhau về những việc hết sức nhỏ nhặt như là nam thản nhiên nhấc đít đi ra để bệ bồn cầu ướt nhẹp sau khi đi vệ sinh, hay nữ phơi bra quay ra ngoài thay vì quay vào trong. Đối với mình, chung sống với một người là khi bạn vỡ ra nhiều điều mà bạn cứ ngỡ rằng mình đã hiểu rõ về đối phương. Đó cũng là thời gian bạn có cơ hội được tận mắt chứng kiến những thứ mà trước giờ bạn chưa hề biết về người đó. Dễ thấy nhất là thói quen sinh hoạt hàng ngày. Và tất cả những điều đó đều cần có sự đầu tư về cả tình cảm lẫn sự trưởng thành để có thể cùng nhau trải qua. Nếu tất cả những gì bạn chuẩn bị chỉ là tâm lý, thử, thì khả năng cao là những điều bạn có được sau thời gian sống chung chỉ là những câu chuyện bêu dếu người yêu cũ. Ngoài ra, mình cũng tâm đắc với từ sống thử nghiệm ở chỗ nó có được hai vế, thử và nghiệm. Hãy thử nhớ lại xem bao nhiêu lần ta thử học một kỹ năng mới để rồi nhanh chóng bỏ cuộc với lý do chán nản hoặc bản thân không phù hợp. Lý do cho việc này chỉ có thể rút ra từ việc thử chứ chưa nghiệm. Nghiệm đối với mình có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nghiệm là dành thời gian ra để suy nghĩ, chiêm nghiệm về những điều ta đã làm, hay nói đúng hơn là những thứ mà mình đã thử, để đánh giá xem liệu điều mình làm đã hợp lý hay chưa, đã tiến bộ hay chưa, hay vì một lý do nào đó mà bản thân chưa đạt được kết quả mong muốn. Cũng giống như học và hành, thử và nghiệm phải đi đôi với nhau mới có thể bổ trợ cho nhau và giúp chúng ta đạt được những thứ to lớn thay vì thỏa mãn với sự hời hợt nhất định. Hẳn ta không còn lạ gì với việc bản thân đọc rất nhiều sách, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là hầu như không thể nhớ được sách nói cái gì. Có thể phần lớn là do ta đã quá tập trung vào số lượng mà quên mất đi việc dành thời gian để chiêm nghiệm những thứ mình đã đọc. Mình đã đọc ở đâu đó rằng thời gian ta nên dành ra để chiêm nghiệm việc gì đó tốt nhất là nên xấp xỉ khoảng thời gian ta bỏ ra để làm nó. Còn như vậy, bạn mới cho cơ thể và tâm trí mình đủ thời gian để tiêu hóa
và ngẫm nghĩ về những điều bản thân đã làm. Có thể bạn cho rằng như thế thật mất thời gian và rõ ràng năng suất giảm đi một nửa. Nhưng bạn ơi, cứ tin mình đi. So với việc dành ra 2 tiếng đọc sách và không nhớ gì, thì việc đọc 1 tiếng và dùng 1 tiếng còn lại để suy ngẫm về những điều mình vừa đọc, nó có lợi hơn rất nhiều. Tương tự như vậy, cái cần nhất khi sống chung với người mình thương là việc ta dành thời gian để nghiệm không chỉ về những thứ xuất phát từ bản thân ta, mà còn về những hành động, lời nói và cử chỉ của đối phương. Nhiều khi, chỉ một cái chớp mắt, một cái lắc đầu nhẹ hay một câu nói tưởng chừng là bâng quơ cũng hàm chứa rất nhiều điều mà đối phương muốn ta biết, nhưng vì một lý do gì đó không thể diễn tả thành lời. Và một điều quan trọng hơn, hãy chia sẻ cho nhau những điều ta nghiệm về họ cũng như về chính bản thân mình. Trong một mối quan hệ, không gì quan trọng hơn việc giao tiếp. Không có giao tiếp, việc ta nghiệm về đối phương cũng rất dễ trở thành những suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt là khi ta và họ đang có những khúc mắc chưa được tháo gỡ. Khi đó, thay vì mục đích để hiểu và thông cảm với đối phương hơn, nghiệm rất dễ trở thành lý do bao biện cho sự suy diễn và có phần quy chụp và vô căn cứ, hòng thỏa mãn cái tôi ích kỷ và đầy nghi ngờ của mỗi người trong chúng ta. Trên đây là một chút suy nghĩ của mình về từ sống thử dưới góc nhìn phân tích ngôn từ. Mình tin rằng ta không nhất thiết phải đặt chân lên đỉnh Phan Xipang hay đi phượt cả ngàn cây số mới có thể cho mình những góc nhìn mới mẻ. Đôi khi vấn đề nằm trong những sự rất đời thường mà ta có thể đã vô tình không để ý. Ví dụ như từ ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày. Hãy thử tập cho mình thói quen lâu lâu sống chậm lại một chút để ý những thứ ngay trước mắt mình nhé. Mình tin chắc rằng chúng ta sẽ khám phá ra ít nhất là một điều gì đó mới mẻ, góp phần làm giàu thêm trải nghiệm của mỗi người. Quan điểm của các bạn là gì? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thích bài viết, hãy like, subscribe cho Spider Room để đón chờ những nội dung hay được cập nhật mỗi ngày. Mình là Summarize và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace.